Hơn 8 năm làm việc tại phân xưởng khai thác than 4, trải qua không ít giai đoạn khó khăn với những thăng trầm của nghề. Vũ Văn Công luôn nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện tay nghề, cần cù chịu khó, tích cực cống hiến sức trẻ trong mọi việc. Từ đào lò, vận chuyển vật liệu, bốc xúc đất đá, vào cương than, không có việc nào là Công không cố gắng hoàn thành tốt. Điều đặc biệt là trong suốt 8 năm qua, Công chưa bao giờ vi phạm công tác an toàn, chưa bao giờ gây một tai nạn nào dù là nhỏ cho bản thân và đồng đội. Có lẽ bản tính cẩn thận và tinh thần làm việc nghiêm túc đã cho Công những kỹ năng tuyệt vời để làm nghề, tuân thủ mọi quy trình biện pháp kỹ thuật để nâng cao tay nghề, vừa đảm bảo an toàn, vừa có năng suất lao động cao. Hiện tại, lò chợ của phân xưởng khai thác than 4 đang sử dụng công nghệ giá xích ZH1800. Đây là thiết bị chống giữ lò chợ hiện đại, có tính tổng thể an toàn và khả năng thích ứng cao mọi điều kiện địa chất. 2 năm gần đây, lò chợ phân xưởng khai thác than 4 đều đạt sản lượng xấp xỉ 200.000 tấn than nguyên khai, giành năng suất dẫn đầu công ty. Trong quá trình làm việc, Công nắm bắt rất nhanh từ cấu tạo của thiết bị cho tới cách vận hành, bảo quản và giải quyết sự cố. Công việc chủ yếu là thợ khấu, nhưng khi chuyển diện, đào lò hoặc lắp đặt thiết bị, Công được giao làm nhóm trưởng. Dù làm bất cứ việc gì, nhóm của Công cũng hoàn thành khối lượng công việc nhiều hơn, với năng suất lao động cao hơn các nhóm khác từ 1,2 đến 1,3 lần. Với những kinh nghiệm tích lũy được, Công cũng là người được lãnh đạo đơn vị tin tưởng, giao trực tiếp xử lý những vị trí sản xuất khó như khi lò nén, giá tụt nóc, thấp hành trình. Đồng chí Vũ Văn Công là một đoàn viên trẻ tuổi, năng nổ, nhiệt tình trong công việc và luôn cố gắng học hỏi và đảm bảo cái thu nhập. Trong năm 2020 là câu lạc bộ trên 300 triệu. Và những công việc khó thì đồng chí trong ca thì tôi giao, thì đồng chí có hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của Phó Quản đốc giao, đảm bảo công tác an toàn. Có tay nghề tốt, lại rất nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, nên không khó hiểu khi Vũ Văn Công luôn có thu nhập cao nhất nhì đơn vị. Năm 2019, với mức thu nhập hơn 320 triệu đồng, Công được Đoàn Than Quảng Ninh gặp mặt tuyên dương danh hiệu thợ lò trẻ có thu nhập cao. Năm 2020, thu nhập hơn 400 triệu đồng, Công cũng là thợ lò trẻ nhất trong số 8 thợ lò có thu nhập hơn 400 triệu đồng của Than Dương Huy. Vũ Văn Công cũng là một trong 10 cá nhân điển hình tiên tiến của công ty được Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc đạt được trong phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2020. Là lớp công nhân trẻ thuộc thế hệ 9X, vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết và sức trẻ của một đoàn viên thanh niên, Công luôn cảm thấy tự hào được là một người thợ mò. Một nghề đặc biệt, vất vả nhưng cũng rất vinh quang. Qua những buổi sinh hoạt chi đoàn, được chi đoàn quan tâm, giúp anh trưởng thành hơn trong suy nghĩ, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình hơn. Trong công việc không ngại gian khổ, hăng hái tham gia mọi hoạt động của đoàn, giúp đỡ các anh em khó khăn trong phân xưởng. Sau nhiều nỗ lực phấn đấu, Công đang vinh dự được xem xét kết nạp đảng dịp 26 tháng 3 này. Là một đoàn viên trẻ tuổi và tôi luôn cố gắng học hỏi đàn anh đi trước để có kinh nghiệm trong công việc, được quản đốc giao tin tưởng giao cho nhiệm vụ đứng gương thợ chính của một cặp khấu. Tôi luôn luôn làm đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, cố gắng đảm bảo sản lượng quản đốc giao. Mặc dù bây giờ sản xuất than không còn vất vả và gian khổ như ngày xưa, môi trường và điều kiện làm việc cũng ngày càng được cải thiện. Thế nhưng, khó khăn thời nào cũng có, nhất là khó khăn về tài nguyên, khiến diện sản xuất ngày càng phải xuống sâu hơn. Qua những buổi sinh hoạt chi đoàn, Công hiểu rõ, công ty đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới, mở ra những vỉa than mới ở tầng khai thác sâu hơn, từ mức âm 100 xuống âm 250. Trong một tương lai không còn xa nữa, thế hệ thợ mỏ trẻ như Công sẽ là những người đầu tiên được ghi dấu chân ở mức âm 250. Tự hào vì được trưởng thành trong môi trường này, Công khẳng định anh sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện để nắm vững các công nghệ mới, dám nghĩ, dám làm,
vượt qua mọi khó khăn, góp phần cùng tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đưa Than Dương Huy chinh phục những thành công mới trên con đường dài phía trước.